Trường xin kính chào quý anh chị trở lại với kênh YouTube của Trung thực Auto Hà Nội. Và hôm nay là ngày 24 tháng 2. Chúng ta đã có một nghỉ Tết rất là dài và chúng ta đã quay trở lại công việc hết rồi. Và tuần làm việc đầu tiên thì cũng đã qua. Hôm nay là ngày thứ 7 thì em chúc tất cả chúng ta có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Có lẽ là thời tiết này thì nó cũng sẽ không ủng hộ cho cái việc đi dã ngoại, đi chơi cho lắm. Nên là anh chị bớt chút thời gian chúng ta đến Trung thực Auto xem xe, trải nghiệm cũng như là chúng ta có thể lái thử tất cả các mẫu xe mà anh chị mong muốn. Hiện tại thì Trung thực Auto đã về khá là nhiều xe rồi và Trung thực Auto sẽ cố gắng trong khoảng tầm một tuần nữa để lấp đầy những chiếc xe đang còn trống trong showroom để anh chị có nhiều sự lựa chọn nhất có thể anh chị nhé. Và hôm nay thì em sẽ đại diện cho các anh em của Trung thực Auto báo giá tất cả các đầu xe hiện tại đang có mặt tại showroom. Thì anh chị ưng chiếc xe nào đấy hoặc là mong muốn lên đời muốn bán một chiếc xe nào thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của Trung thực Auto là 0975 79 từ kỳ 2. Đầu tiên trong cái clip báo giá tổng hợp ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc Toyota Fortuner. Fortuner thì nó luôn luôn là một chiếc xe rất là nồi đồng cối đá rồi, thực sự là như thế. Nếu anh chị chúng ta trải nghiệm đi gọi là chắc này, đầm này, rồi là an toàn này, cách âm tốt này thì đây nó là sự lựa chọn ngay bên cạnh luôn anh chị nhá. Nhưng mà để mà gọi là ông hoàng trên mọi nẻo đường, cày cuốc rất bền rất lành, gọi là gần như là không có gì để hỏng cả, chúng ta chỉ việc đổ dầu và bảo dưỡng là đi thôi. Thì đây Fortuner máy dầu số tự động một cầu 2019 anh chị nhá, màu ngoại thất là màu trắng ngọc trai. Chiếc này chạy 9.6 rồi và hiện tại Trung thực Auto đang chào bán với mức giá là 845 triệu. Tất cả những chiếc xe mà Trung thực Auto gửi tới quý anh chị là cái mức giá mà gần như là để bán, và Trung thực Auto sẽ có gia lộc anh chị nhá, có gia lộc để hỗ trợ anh chị chi phí đi lại, ăn uống hay là xăng cộ. Rồi một chiếc xe mà dành cho gia đình đây ạ, một chiếc cũng là SUV cùng phân khúc với nó đây, nhưng mà hầm hố hơn này, đầm chắc hơn này, nhiều công nghệ hơn này đấy, và cho chúng ta cái cảm giác cách âm rất là tốt hơn này. Thì đây Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu anh chị nhé, 2022. Chiếc này thì chạy có hơn 2 vạn thôi, cụ thể là 2,3 vạn km và Trung thực Auto đang chào bán với mức giá là chưa đến 1 tỷ 4, cụ thể là 1 tỷ 399 triệu. Xe bên này thì em có một chiếc Santa Fe, cái màu này gọi là màu đồng anh chị nhé. Màu này thì nó sẽ hơi kén khách một chút, không phải là ai cũng có thể đã đi được cái màu này đấy, màu này sẽ hơi kén khách. Chiếc này của em thì sản xuất và đăng ký 2021, máy dầu bản cao cấp nhất là bản Premium. 2021 thì chúng ta sẽ có hai bản, đây là cái form trước này, form trước, và đến giữa năm thì chúng ta sẽ có cái form đèn chữ T. Thì lát nữa dưới kia em có vài chiếc đấy, thì em sẽ giới thiệu sau. Chiếc này thì chạy 4,1 vạn rồi và hiện tại Trung thực Auto đang chào bán với mức giá là 945 triệu anh chị nhé. Santa Fe thì máy dầu nó rất là nổi tiếng từ xưa cho đến bây giờ rồi, thực sự là như thế, rất là nổi tiếng. Rồi đời trước của nó đây này, đời trước của nó đấy, cái form mà từ 2012 thì chúng ta sẽ thấy cái form này. Từ 2012 thì chúng ta đã sang cái form này anh chị nhá. Và đến 2016 thì nó phê lít nhẹ ở cái điểm la răng cũng như là đèn sương mù thôi. Đấy, phê lít nhẹ thôi. Đây là chiếc 2018 đây nhỉ. Chiếc này của em thì là sản xuất 2018 luôn, đăng ký 2018 và chạy 5,2 vạn máy xăng anh chị nhá, máy xăng. Và đây là bản cao cấp nhất, hiện tại Trung thực đang cho, hiện tại Trung thực Auto đang chào bán với mức giá là 748 triệu. Rồi em mời anh chị di chuyển xuống đây thì anh chị có thể thấy là hiện tại ngoài trời hôm nay thứ 7 đấy, như em vừa chia sẻ thì trời đang khá là mưa, khá là lạnh, nên là nó sẽ không phù hợp cho cái câu chuyện đi dã ngoại, và phù hợp nhất đến câu chuyện là chúng ta sẽ đi lựa chọn xe một chiếc xe ô tô. Qua năm rồi thì giá xe thì nó sẽ ổn định và nó sẽ tốt hơn anh chị nhé, tốt hơn đó, tốt hơn so với cả thời điểm mà trước Tết. Ở hàng thứ hai thì em có hai chiếc, hiện tại thì cũng đang hơi trống hai chiếc. Đây là một chiếc CX8, thì về cơ bản chúng ta có thể gọi nó đây là một chiếc CX5 kéo dài anh chị nhé, CX5 kéo dài ấy, nó sẽ thêm hàng ghế thứ ba rồi là chiều dài cũng như là trục cơ sở nó sẽ nới rộng hơn. Còn đâu là trang bị với cả là option thì nó sẽ gần như không có gì khác biệt nhiều so với cả chiếc C5 cả. Có chăng thì nó sẽ hơn ở cái điểm mà chúng ta sẽ có cái thêm tính năng, đấy là sửa ghế, hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên ở cái form này thì anh chị có thể thấy là ở đây mặt ca lăng, nếu anh chị thấy cái mặt ca lăng của những chiếc C8 mà nó những cái hiện nan ngang như này nhá, thì nó sẽ là cái đời thứ hai, không đời trước chứ là chưa là bản Felix. Khi nào mà cái mặt ca lăng này nó dạng kim cương thì đấy là bản Felix, thì chúng ta sẽ có cửa nắp. Còn tất cả những xe ở cái form này thì kể cả là bản cao cấp nó cũng sẽ đều không có cửa nắp. Chiếc này của em thì sản xuất 2021 nhưng mà đăng ký lần đầu là 2022.
xe chạy 5 vạn và chiếc này hiện tại Trung Thường Auto đang chào bán với mức giá là 928 triệu, và đây là bản Premium anh chị nhé, Premium đấy, C82.5 Premium 2021, đăng ký 2022 đấy, dẫn động 4 bánh anh chị nhé, dẫn động 4 bánh, cục điện đầy đủ hết rồi, cảm biến trước cảm biến sau. Có một điểm em khá là thích ở trên những cái dòng Mazda mà trang bị loa bâu, đấy là Mazda rất là ưu ái khi trang bị cho nó thêm cái loa súp anh chị nhé, loa súp. Nếu anh chị đi những chiếc Santa Fe hay là những chiếc cũng trang bị loa bâu, ví dụ như là gì nhỉ, Tucson hoặc là Sorento ấy, thì nó sẽ không có cái súp này đâu. Đấy. Nên là cái câu chuyện trải nghiệm âm thanh ở trên những chiếc xe đấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn những bạn trẻ hay là những anh chị mà muốn sở hữu cho mình một chiếc xe mà có cái chất âm thanh nó, cái tiếng bass nó nặng hơn một chút ý, nó chất hơn ý, thì Mazda là lựa chọn rất là hợp lý. Rồi, qua bên này thì em có một chiếc 2020 anh chị nhé. Chiếc này của em là máy xăng bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký 2020, xe chạy 3.9 và hiện tại trong thị trường Auto đang chào bán ở với mức giá đấy là chưa đến 900, cụ thể là 899 triệu. Đó. Chiếc này thì đã lên cho nó được cái thảm sàn này đấy, rồi là cam hành trình, và chúng ta sẽ có thêm cái màn Android rồi anh chị nhé. Về cơ bản thì cái màn ở cái form này của những chiếc Santa Fe thì nó giải trí ở mức cơ bản thôi, nó sẽ chưa có nhiều cái gọi là tiện ích, thì chủ xe đã thay cái màn Android rồi. Đấy là một cái rất là lợi thế mà khi anh chị mua những chiếc xe đã qua sử dụng thì Trung Auto sẽ không tháo những cái đồ mà chủ xe đã lên hay là cộng vào trong giá bán anh chị nhé, cộng vào trong giá bán. Đấy là một cái rất là lợi thế. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển tiếp xuống dưới đây thì anh chị có thể thấy là chiếc này thì đã lên khá là nhiều ở cái clip báo giá cũng như là giới thiệu xe của Trung Auto rồi. Đây là một chiếc Fortuner Legender phiên bản máy rồng số tự động một cầu. Về cơ bản đây là một chiếc thể thao, cũng có thể gọi là những chiếc phiên bản cao cấp của những chiếc Fortuner. Đấy. Bản một cầu này thì chúng ta sẽ chưa có gói Toyota Safety Sense anh chị nhé, chưa có. Nhưng cá nhân em là một người trải nghiệm rất là nhiều các cái dòng xe, thì về cơ bản nếu mà anh chị lựa chọn những dòng xe của Toyota nói chung thì chúng ta không nhất thiết là phải mua cái bản mà có Safety Sense anh chị nhé. Bởi vì là cái tính năng hỗ trợ an toàn của cái an toàn đấy, an toàn chủ động đấy, thì nó sẽ chưa thông minh bằng những dòng xe của Hàn chẳng hạn. Đấy, anh chị nói chung là trải nghiệm xe nhiều chúng ta sẽ hiểu. Ở chiếc này hiện tại chạy 5 vạn anh chị nhé, chạy 5 vạn và hiện tại em bán với mức giá là 1.039 triệu. Một mức giá là rất là hợp lý cho một chiếc xe đời cao bản thể thao. Nó khác biệt ở bản thường những cái gì. Đầu tiên thì anh chị có thể thấy chúng ta sẽ có hệ thống đèn đây. Đấy, chia khoang LED giả định vị rất là đẹp này. Đó, tiếp theo thì mặt ca lăng nó sẽ chia làm cái cản trước đây, chúng ta sẽ chia làm hai khoang. Đấy, cái phần mà nhựa sơn đen này thì về cơ bản đây nó sẽ đối diện với nhau tạo thành hình chữ X rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, rất đẹp. Thì đấy là phần đầu xe nó khác này. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm hệ thống cam 360 nữa, cam 360, cam lề cũng như là cam trước này. Đấy, bên hông thì chúng ta sẽ có bộ la răng 18 inch dạng boomerang nhá, đẹp hơn đúng không ạ? Đẹp hơn. Đó. Và trong nội thất thì nó sẽ khác cái bản thường tiếp, đấy là chúng ta sẽ có những cái chi tiết da và chỉ đỏ kết hợp với nhau tạo cho không gian nó thể thao, nó đẹp hơn rất là nhiều. Rồi các cái chi vô lăng cũng như là trên cái phần yên ngựa chúng ta cũng sẽ có các cái chi tiết ốp gỗ, ốp gỗ. Rồi là trần, là chúng ta sẽ có cái bộ trần màu đen rất đẹp, rất là đẹp, rất đẹp. Cũng có thêm một vài cái giải định vị ban ngày, giải định vị LED nữa ở trong khoang thân xe. Rồi ở phần đuôi xe thì khác ở cái điểm nữa, đấy là chúng ta sẽ có các cái chi tiết như là vây cá này, thể thao hơn này. Đấy, rồi là xi nhan dạng đuổi này. Đấy, và cốp điện. Đấy, cốp điện thì đấy là một vài cái điểm mà nó khác so với cả là cái bản thường thôi. Còn về cơ bản thì nó sẽ không khác nhiều. Tuy nhiên thì chênh lệch có khoảng vài chục triệu đúng không ạ? Thì đây là một chiếc xe rất hợp lý. Đấy, khi mà anh chị lựa chọn bản thường với cả bản Legender thì bản Legender một cầu là một chiếc xe vô cùng hợp lý rồi. Rồi, hàng thứ tư sẽ có một chiếc khá là lẻ bóng, đấy là một chiếc Tucson phiên bản máy dầu. Chiếc này của em thì sản xuất 2019 nhưng mà cuối năm anh chị nhé, cuối năm. Đấy, đăng ký tháng 11 2019 và đây là model của năm 2020 đây anh chị ạ, máy dầu phiên bản đặc biệt. Thì ở những chiếc Tucson máy Tucson đời như thế này anh chị nhé, chúng ta sẽ có 4 bản bao gồm 3 bản máy xăng và máy dầu thì có duy nhất bản này thôi là bản đặc biệt. Đấy, model này thì nó sẽ thiết kế trông nó đẹp, nó liền mạch và nó cứng cáp hơn, rất là cái phần đèn này anh chị nhé, phần đèn mặt ca lăng này. Ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy của Hyundai rất là nổi tiếng rồi.
Và đèn này thì từ cái Felix từ cuối 2019 này thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED nhé, và chúng ta cũng sẽ có thêm cái đèn chiếu sáng theo góc đánh lái. Đấy, đấy là những cái mà điểm nó nổi bật hơn, bộ đa năng cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, chiếc này hiện tại thì chạy hơn 5 vạn, và hiện tại Trung Thực Auto đang chào bán ở cái mức giá rất hợp lý, chỉ hơn 700 thôi, 715 triệu chị nhé. 715 triệu chúng ta sẽ có một chiếc Tucson 2019 đăng ký cuối năm, một chủ đời đầu, model 2020, chạy hơn 5 vạn. Và máy dầu của Hyundai thì rất là nổi tiếng từ xưa cho đến bây giờ rồi, từ Santa Fe. Đấy, từ Santa Fe. Và bây giờ chúng ta sẽ có những chiếc Tucson được trang bị máy dầu nhé. Nếu mà anh chị muốn tìm một chiếc crossover nhỏ hơn, đấy, giá mềm hơn và đời cũng khá là cao, thì Tucson là một chiếc xe rất hợp lý mà lại được trang bị máy dầu nha anh chị nhé, máy dầu. Còn 5 cho đến 6 chiếc xe hiện tại đang còn ở dưới đây thì em sẽ báo giá nhanh nốt đấy chị nhé, nhanh nốt thôi. Đây em có một chiếc Santa Fe máy xăng, chiếc này của em thì sản xuất và đăng ký 2022, đây là phiên bản cao cấp nhất anh chị nhé, cao cấp nhất. Chiếc này chạy 3.7 và hiện tại Trung Thực Auto đang chào bán ở cái mức giá là chỉ hơn 1 tỷ 1 anh chị ạ, hơn 1 tỷ 1 thôi, hơn 1 tỷ 1, 1 tỷ 115 triệu nhé, rất hợp lý. Xe thì Trung Thực Auto đã cho gói dọn dẹp spa cao cấp rồi, anh chị lấy về chúng ta sẽ chỉ việc đi thôi. Và tất cả những chiếc xe ở Trung Thực Auto thì sẽ đều được cam kết bằng văn bản. Đấy, về kỹ thuật cũng như là pháp lý và có chế độ bảo hành riêng của Trung Thực Auto, anh chị có thể là đi check test mọi nơi. Và khi mà anh chị nhận xe thì tất cả những cái lỗi phạt nguội Trung Thực Auto sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn xử lý cho anh chị. Đấy, để trắng trơn trước khi anh chị sử dụng một chiếc xe nó sẽ hợp lý. Santa Fe thì nó luôn luôn rất là được lòng người Việt Nam rồi, được lòng người Việt Nam. Và cái form này thì chúng ta sẽ không còn thấy được lâu nữa đâu anh chị ạ. Santa Fe sắp ra cái form mới nhất rồi, nên là form này chúng ta sẽ gần như là không thấy được lâu nữa, và gần như chúng ta sẽ hạn chế thấy được những chiếc xe mới lăn bánh từ hãng ra, mà dần dần chúng ta sẽ thấy cái form khác, form mới hơn. Tuy nhiên thì form này thì rất là được lòng người Việt Nam này, người ta rất là thích này. Và cá nhân em thì em thích cái form này hơn. Form mới nhất sắp ra mắt thì nó sẽ không được đẹp mắt, trông nó vuông vuông. Đại khái là nhiều người không thích cái form này lắm. Đấy. Rồi, một chiếc CRV bản L sản xuất và đăng ký 2021 anh chị nhé. Bản L là bản có cấp nhất rồi. Và đây là chúng ta sẽ có phiên bản, đây là lắp ráp L Sensing anh chị nhé, L Sensing. Nó sẽ phù hợp với những anh chị mệnh hỏa và mệnh thổ. CRV, đây là một chiếc crossover cỡ C anh chị nhé, cỡ C. Nhà trước thì nó là 5 chỗ thôi, sau đấy thì từ cuối 27 thì CRV Honda thì đã thay đổi, đã nới ra chủ cơ sở cũng như là thiết kế nó nhỉnh hơn, rồi là cộng thêm cái hàng ghế thứ ba nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ có một chiếc crossover cỡ C 5+2. Đấy, nó khá là tương đồng với cả là những chiếc Mitsubishi Outlander nhé, Outlander. Tuy nhiên thì Outlander nó sẽ có mức giá nó hợp lý hơn. Đấy, nếu mà để mà tìm một chiếc xe ngon này, đổ này, rẻ này, bền lành, điều hòa mát mà lại có 7 chỗ thì và đời cao nữa thì Mitsubishi Outlander là một lựa chọn rất hợp lý anh chị nhé. Và em đang về một chiếc, em về rồi nhưng mà xe lại vừa đi có việc. Chiếc đấy của em thì sản xuất và đăng ký 2022, model mới nhất thời điểm hiện tại 2022 nhé, bản 2.0 CVT 2022. Chiếc đấy chạy 3.9 hay 3.6 nhỉ, và hiện tại chiếc đấy Trung Thực Auto đang bán với giá là chỉ hơn 700, và chiếc đấy nó màu đỏ anh chị nhé, màu đỏ. Rồi quay trở về chiếc CRV này đi, bản L 2021, xe chạy 4.2 và hiện tại Trung Thực Auto đang chào bán với mức giá là 879 triệu. Và hơn 500 một chút thì nếu mà anh chị tìm cho mình một chiếc xe mà chúng ta đi gia đình này, không đi quá nhiều, rồi là thỉnh thoảng chúng ta mới đi thôi, mà lại bền lành, máy xăng êm này, rồi là rất là đỡ mùi, cũng là bốc, thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý này. Đây là chiếc Fortuner Sportivo, là phiên bản thể thao, gọi là biến thể thể thao của bản V chị nhé. Đấy, chiếc này thì là phiên bản máy xăng số tự động một cầu, sản xuất 2016 và cũng đăng ký 2016 luôn. Chiếc này thì chạy 9.6 và hiện tại Trung Thực Auto đang chào bán với giá là chỉ hơn 550 triệu. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị ưng xe thì ở một cái mức giá hợp lý thì Trung Thực Auto cũng sẽ bán thôi, bởi vì là sẽ có một vài cái chiếc xe mà nó nằm ở showroom hơi lâu một chút, nên là Trung Thực Auto muốn đẩy nhanh để cái dòng vốn nó được lưu động. Đấy, sẽ có một vài chiếc anh chị nhé. Gần như tất cả những chiếc xe mà Trung Thực Auto chào bán đều gọi là mức giá mà bán là bán luôn, chỉ ra độc. Tuy nhiên nó sẽ có một vài cái trường hợp ngoại lệ, đấy là một vài chiếc xe thì nó sẽ nằm hơi lâu, thì ở một cái góc độ nào đấy thì Trung Thực Auto sẽ fix giá một chút, fix giá tốt hơn để anh chị có thể sử dụng được. Rồi,
Một cặp Santa Fe cuối cùng trong cái khuôn khổ video clip báo giá ngày hôm nay sẽ là một chiếc đầu tiên Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất 2021 anh chị nhé. Đấy, màu đỏ mận. Chiếc này thì chạy 3,4 và hiện tại Trung Gia Tu đang chào bán với giá là 1 tỷ 148 triệu. Và Santa Fe thì 2021 giữa năm như em chia sẻ đầu clip thì chúng ta sẽ có cái form này và chúng ta sẽ chưa có radar anh chị nhé, chúng ta chỉ có cái hệ thống camera ở trên kính này thôi, nó sẽ quan sát làn đường, nó sẽ hỗ trợ anh chị giữ làn cũng như là cảnh báo lệch làn. Phải đến cuối năm gọi là cái lô cuối cùng của năm 2021 thì chúng ta sẽ có cái lô đấy là những bản cao cấp, chúng ta sẽ có thêm radar ví dụ như ở cái chiếc này đây đấy, quan sát rất là dễ, thì nó sẽ có thêm tính năng đấy là bám đuôi theo xe phía trước anh chị, bám đuôi theo xe phía trước cũng như là phanh khẩn cấp đấy ạ. Đó thì đấy, 1 tỷ 148 triệu anh chị nhá, Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất 2021. Rồi bên tay trái đây là chiếc cuối cùng đây, Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất đấy, model 2022, đời 2022 luôn anh chị nhá. Đấy, biển Hà Nội chạy 3,4 và chiếc này hiện tại Trung Tự Auto Tu đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 199 triệu. Đấy thì anh chị có thích mỗi chiếc xe mà có radar không, hay là tiết kiệm hơn chúng ta lấy đời 2021, thì đấy là cái sự lựa chọn của anh chị. Đấy là tiền nào chúng ta cố được thì chúng ta cố, còn không thì chúng ta mua những chiếc xe mà trong tầm tiền hợp lý, sau này thì chúng ta điều kiện tài chính tốt hơn chúng ta sẽ đổi xe, đúng không ạ? Đấy là cái clip báo giá tất cả những chiếc xe hiện tại showroom Trung Thực Auto Hà Nội đang có mặt ở đây. Và nếu anh chị quan tâm chiếc xe nào này, đấy, cần tư vấn chiếc xe nào này, hay là cần bán, cần lên đời một chiếc xe nào, thì anh chị liên hệ trực tiếp với hotline của Trung Thực Auto là 0975 79 42. Em Trường, đại diện tư vấn bán hàng của Trung Thực Auto. Xin chào quý anh chị.